vào gian hàng của Công Bún nhỉ? Vâng. Số tại Công Bún bao nhiêu công? 0944 ạ. Rồi. 021. Rồi. 667. Ok. Anh đi quay một số tác phẩm vâng, đẹp vâng. Đấy, không nhá. Vâng, anh cứ tự nhiên ạ. Công Bún các bạn nhá. Số điện thoại thì vừa đọc rồi. Bạn này là video bonsai sao ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Em video bonsai. Hôm nay sang chợ chùa anh em quay những cái một số anh em thì đi thực ra tìm các bạn khó lắm. Ngày này là mình ra đây là gặp các bạn dễ nhất, đúng không? Vâng. Công Bún rất nhiều tác phẩm đẹp các bạn ạ. Số điện thoại thì vừa đọc rồi. Anh em cứ chủ động gọi thẳng vào số đấy để sở hữu những cây đẹp. À, vào gian chợ nó hơi chặt nên là quay nó hơi khó. Anh em thông cảm. Chịu khó quá. Chăm chỉ này, cây nó chẳng đẹp. Em tên gì? Em là Minh ạ. À. Minh ạ? À? Vâng. Hai anh em, em với Công là cùng với nhau luôn à? Vâng. À, chân bệ đẹp quá. Có nhận anh em bên chợ chùa làm chân bệ cực đẹp. Sao bằng cái anh hết luôn. Cả Hồng nói về chi. Bác bên Ninh Bình à? Ờ, mình bên Ninh Bình. Nói thật chứ là những cái video quay bên chợ chùa về anh em rất là vui vì có những con sai nhỏ kỹ để chơi. Đôi khi gọi là khai quật được lên đấy. Vì anh em giấu kỹ lắm. Khó mọi người biết được. Của video sai là đi tìm những cây mà các bạn giấu kỹ rồi. Đưa lên cho tất cả mọi người. Vì lắm người ở xa lắm. Ở rất xa, không thể nào có điều kiện về đây được. Đây lần trước bác nói chuyện với em xong rồi em bảo bác về đây em dẫn bác đi ấy. À. Bác bảo bác thích làm phóng sự mà bác về đây em dẫn bác đi mấy vườn. Rồi. Nhưng hôm nay là chọn đúng thời điểm đấy nhỉ? Vâng. Rất là nhiều cây của anh em mang ra chơi. Video bonsai không tiện hỏi giá cả cho nên là mời các bạn cứ chủ động gọi thẳng vào số điện thoại của chủ cây các bạn nhá, thì sẽ được biết giá cụ thể từng cây một. Nhà này đau tay lắm không ạ? Toàn tác phẩm già các bạn ạ, già lắm luôn. Người ta bảo bé nó trẻ nhưng bé lại già quá, bé nó còn già nữa chứ. Công Bún trẻ măng các bạn ạ. Chủ nhân trẻ lắm mà toàn chơi cây già thế này. À, giới thiệu anh em đây là cây của nhà vườn Bảy Trần các bạn ạ. Bảy Trần ở chợ chùa. Cây này chỉ cao 1 gang, 2 gang, khoảng 45 phân các bạn nhé. Hơi chặt thì mình vào quay ơi. Cho em hỏi số điện thoại cái. Số điện thoại anh bao nhiêu vậy? 0934. 0934 à? Bao nhiêu nữa? 0608. 0608. 608. 608. 919. 919. Đọc lại em phát ơi. 0934. Rồi. 608. 919. Rồi, cảm ơn anh. Thì ai mua bán gì thì cứ alo anh số điện thoại đấy anh nhá. Rồi. Năm mới em chúc anh mua mày bán đắt, sức khỏe và nhiều tiền. Chúc anh em cũng mạnh khỏe nhá. Rồi, cảm ơn anh nhá. Em ở video bonsai. Vườn nhà mình là tên là gì anh nhỉ? Mình là Bùi Hữu Nam. Bùi Hữu Nam ạ. À? Anh cho em số điện thoại luôn với. Đây, số của anh là 0945. Rồi. 97121. Rồi, ok anh. Em làm vòng anh nhá. Rồi. Ok. Còn tác phẩm già các bạn ạ.
đây các bạn này, những tác phẩm của bạn nó để dưới chân như các bạn nhá, mới là những cây quý chứ không phải là trên mà đã là tuyệt vời đâu. Đó, những tác phẩm để giấu bên dưới này các bạn này, và đã bị mình khai quật lên rồi. Chứ mọi người vào cứ đứng nhìn ở trên là thôi đấy. Những phẩm đang làm này các bạn này, là quý. Nó chặt quá không thể vào bên trong quay các bạn phần trong nữa được. Có thể là nếu bạn chủ nhân quay sau chụp gửi lên cho các bạn đi hơn, nếu các bạn gọi số điện thoại đấy. Tác phẩm này nó cũng chỉ nhỏ thôi các bạn, hơn 40 phân. Đây, một gang thôi. Cây nào các bạn? Hơn 30 phân. Đấy. Tác phẩm nhỏ nhỏ để toàn bộ dưới đất. Nhưng mà già lắm các bạn. Đang là. Đấy. Là anh em giao lưu được đầu xuân một cây này các bạn ạ. Giao lưu cây này. Vậy là năm mới giao lưu được rồi, là chúc mừng anh nhá. Rồi. Cảm ơn anh và em đi vườn khác tí. Là gì em nhỉ? Em bắt chung ạ. Bắt chung ạ? À, số điện thoại em bao nhiêu? Rồi. 0946 565 942. Rồi đây, Trung Béo. Đây các bạn nhá. Đây là nhà vườn Trung Béo. Tác phẩm này nhỏ xíu thôi các bạn này. Một gang thôi, khoảng 22 phân. Tại vì là không thể là quay tất cả các cây được. Mình muốn đưa một số tác phẩm nhỏ các bạn cùng chiêm ngưỡng của nhà vườn. Còn cây đây à? Cây rụt gì? Xong hết rồi các bạn. Video sai lại dừng chân ở trên đường này các bạn này. Đang xuống một số anh em đang để ngoài này. Để vào vườn này trước đã. Năm mới chào em nhá. Chúc em buôn cây rất là thành công. Dạ vâng, chào anh. Chúc các bác chơi cây sang năm mới mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát lộc. Đây là nhà vườn mình là tên là gì nhỉ? Em tên là Linh anh ơi. Linh ở số dạ, bao nhiêu Linh? 0913762868 anh ạ. Rồi ok em. Vâng. Anh làm một vòng lại nha Linh nha. Dạ vâng, ok anh. Anh video sai gửi các bạn tác phẩm này trước. Cái này xong hết rồi Linh ơi. Cái kia xong hết rồi nhỉ? Nuôi thêm một số cành cho nó to ra thôi. Tí và nó to ra thôi. Tức là đường lối là có sẵn rồi. Chi tiết nó có rồi. Chi tiết có rồi, chỉ cần nuôi to thì nó cân đối với tỷ lệ với thân nhà em nhỉ? Dạ vâng, cái cốt của nó cũng già rồi. Cốt nó già rồi. Cốt nó già rồi. Đó. Cốt ngoài ra. Nó bỏ đẹp quá em ạ. Rất đẹp. Tại vì là cái đầu xuân này, cái video của anh gửi mỗi nhà vườn 1-2 cây thôi. Dạ vâng. Anh cứ quay 1-2 cây để đại diện nha, dạ, Linh nhá. Dạ vâng, ok anh. Rồi ai mà thích cây gì thì gọi điện cho Linh vào vườn giao lưu, đúng không? Dạ vâng, ok. Hay hơn. Bao nhiêu cái này bao nhiêu? Chưa biết, anh hỏi đi. Cái này bao nhiêu? Linh ơi. Cái này mấy triệu? Cái này 3 triệu anh ạ. Đấy, giá ngày xuân các bạn chưa? Thật lợi. Tanh đầy phép. Alo. Năm mới chúc em với anh em bán được nhiều cây nhau. Anh thì cứ đi đẩy sức khỏe là chính, để đẩy mạnh phong trào anh em trên cây. Em anh hỏi cả.
anh ơi. Hả? 2 triệu. Không quê à? Anh quê. Ba thôi. Đúng rồi, con này nó thành quê. Giả quá thằng nhỉ. Con này điền chắc nó trông tầm 4 triệu rưỡi lắm chị ạ. Em trực cái tương đối giả này. Ờ. May quá đi tầm này vẫn quay được. Vâng. Giới thiệu các bạn tác phẩm ổi các bạn này. Khoảng 2 gang các bạn nhá. Ổi cổ đẹp. Rồi. Đây nó mềm, mấy nữa khi mình nuôi to cái đoạn này nên là phát tự nhiên nó có một cái đường chạy ở đây là đấy, xong mình biến thiến tới đây mình cắt giật vào thì nó sẽ ra một cái thân nó mới đẹp được. Nhưng mà giá cây người anh em là hợp lý. Bình thường các bạn ạ, khoảng 1, 2, khoảng tầm 50 phân các bạn ạ, 50 phân thôi. Ui, giới thiệu các bạn một tác phẩm nữa này. Gốc kinh khủng của bạn này, u biếu này, cái này phải mấy gang tay thôi bằng gốc này. Chiều cao, các bạn nhìn đây, 1, 2, 50 phân các bạn ạ, 50 phân, 50 phân thôi. U biếu nhiều chứ. Rất là nhiều video các bạn ạ. Tại cảnh xong hết rồi. Anh ơi cho em hỏi tí. À, cây của mình gì anh? À, cây em à? Ờ, anh ở kênh video bonsai. Vâng. Tên vườn em là gì đấy? Em là Tuyên Bonsai Chợ Chùa. Tuyên Bonsai Chợ Chùa à? Vâng. Số điện thoại Tuyên bao nhiêu Tuyên? Số điện thoại của em là 0934 664 601. Rồi, ok. Anh sẽ đưa cái số điện thoại lên cho người ta giao lưu với em, gọi em nhé. Rồi anh quay mỗi một vườn một hai cây để đẩy mạnh phong trào chơi cây cảnh bonsai của anh em mình lên nhé. Cảm ơn em rất là nhiều.
Video Bonsai chào anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh Video Bonsai. Chúc anh em một năm mới an khang thịnh vượng và thật là nhiều tiền.